họ phát cái đường này rộng dưới trời. Lấy phát tài gì đâu nữa. Thì nước chảy vậy chứ. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube là Cà Vlog. Mình là Tùng đây. Thì hôm nay anh em mình tiếp tục hành trình đi núi kiếm coi cảnh anh em ạ. Hiện tại đang leo theo con dốc lên đây. Có bụi con trang ngay dốc luôn anh em, đó con trang này. Anh em hãy theo chân mình thì em hôm nay mình kiếm được cái cây gì không nghe anh em. Đó con trang nữa dọc đường đi nhiều vô anh em. Đó. Trang đỏ nó nhiều quá nha. Đây này. Dọc bên đường toàn trang đỏ thôi. Hiện tại đang ở trong rừng tìm cây này anh em. Rồi. Đang đứng trong rừng già. Coi toàn phủ đầu thôi. Kiếm ơi có coi gì đào không? Coi ra coi gì rồi này. Ui. Gan nè. Gan nữa nè anh em. Dán bụi luôn á. Bụi gốm vô. Đậu này. Dữ quá trời luôn. Đục. Ôi. Coi coi chơi cảnh được không? Biếu dữ. Để anh em thấy coi nè vô. Biết cái cây gì mà u biếu gốm vô anh em. Đó. Anh em biết cái cây đây cây gì à? Có lá ra nè. Lá ra nè. Anh em biết coi gì bình luận bên dưới nha. Quá trời u biếu luôn đó. Ui, coi độc quá anh em, anh ai cũng không biết coi gì luôn. Không. U biếu cục cục luôn rồi. Lá đó này. Đó anh em biết coi gì không? Nói cho anh em mình biết coi. Coi gì nha. Được không? Đỡ bữa sau xuống đào. Không biết coi ra coi chơi cảnh không. Đó anh em, mình cho anh em xem coi coi móc này. Bông của nó này. Bông nó có màu tím này anh em. Đó. Mình thấy bông này chưa? Đây bông nữa rồi, sao bắt đầu chưa, trái. Chưa nữa. Ờ đây nở bung này. Bung bắt đầu trái này. Chưa trái. Cỡ bên có cái bông trang luôn anh em. Đó. Bên cạnh bờ suối nước chảy luôn. Đó anh em thấy đẹp chưa? Cái bông móc á, cây móc á. Lá nó đó. Lá dày đẹp. Lá dày. Bông nó này. Đó. Cho anh em thấy. Anh em chưa biết coi đó, nhìn coi đẹp chưa? Bông đẹp. Số anh em thì gọi là coi gì thì anh em nói cho anh em mình biết nha. Mỗi nơi nó gọi mỗi khác nhau lắm, lúc gọi thì anh em không biết. Chỗ anh em gọi cái tên cái coi đó là cái khác nữa. Đang lục kiếm coi anh em, tiếp tục đi lục rồi. Bên dưới là biển này. Đó anh em, biển bao la chưa? Quay hết cái khung hình luôn mà vẫn còn biển đó anh em. Cho anh em đủ dòng luôn, đứng ở núi. Đây, đang vô trong rừng già. Lục kiếm coi rồi anh em. Thấy cây to chưa nè. Đó, góc to của mình. To một cặp luôn. Trời hôm nay quá chi là mát mẻ nè. Không nắng. Mát mẻ như này đúng bài đợi đi núi luôn rồi đó nè. Trước mặt là mới nhánh cây gì rồi. Chung qua khó này. Nhánh coi trước mặt luôn. Đi mới đây phải chung thôi chứ không có đi thẳng người được. Anh em nào chưa đi núi thì nhìn biết quá trình đi núi. Còn anh em nào đi núi nhiều lần rồi thì biết. Chỗ nào cũng phải chung thôi, vô rừng mà.
lục tay phải chung thôi. Hành trình đi băng rừng chung núi đưa, kiếm cây bonsai anh em. Coi quá trời âm tùm. Vừa đi vừa cắt cây để trống đường đi thôi. Rồi anh em, trước mặt anh em là một cây, một cụm trang bông trang rừng. Đây bông trang đỏ này. Trắng. Trang này vừa ghép với mi hồng, vừa ghép với trang sen nhật rất đẹp. Ghép vô luôn rồi. Vừa ghép, chưa thì phải ghép. Đó anh em thấy chưa? Một cụm luôn á. Cho anh em xem cái góc đẹp luôn. Đấy, góc chưa anh em? Mấy cây này nhập cảnh. Đâu có chơi cảnh không? Chơi cảnh mà. Chơi cảnh ấy. Ờ, góc này chơi cảnh. Ghép mi hồng, vừa ghép mi hồng với trang nhật. Nói chung mà thích cái loại mẫu đơn gì mình ghép rồi đó. Đó anh em thấy cái gốc nó gối chưa? To chưa? Còn lên cái tàn nữa trên cao này. Đó. Mát xâm xâm sơ chưa anh? Còn gốc nói chung là gốc quá trời. Cái này nè. Đó. Bông trang nữa này. Trang rừng gốc gối. Đang chung trong rừng thì gặp ra anh em. Đây đang chung với gốc này. Không lái anh em. Đang đường chung xuống dốc đó nè, đó dốc đó. Còn đây là cây bông trang. Không lấy. To quá mà, cây gốc nó quý đại rồi mà đào ra lấy giác xuống núi. Ơ lưng rồi nè. Tìm cây nào đẹp đẹp để lấy anh em xem thôi. Cây hải châu rồi vậy, sam rồi vậy, kiếm cây lấy nhẹ nhẹ xách xuống. Đây anh em. Nãy giờ chung lên núi này. Chung lên vừa lên. Gặp được một em cây, đây cây móc anh em. Cây móc. À, em mình ở địa phương mình thì chưa móc, còn chú anh em chưa coi gì không biết. Đó. Thì anh em xem video thì xem cái cây á, rồi nó quen thuộc thì ở chỗ anh em xem cái cây, tên cái cây gì thì nói chia sẻ cho anh em mình biết với nha. Như hiện tại thì ở mình thì kêu cây móc thôi. Đó, lá nó đây. Trái đẹp. Đó lá nó đây anh em. Cây móc bông tím, trái chùm chùm lận anh em. Đây, vì sao anh em mình viết lên đào cây đây là do cái đớ này, cái tàn đó này. Cái đớ còn đẹp nữa. Đớ, lách này, anh em nhìn cái tàn chưa? Đẹp chưa? Mới đây là thuộc dạng quý với đào anh em. Đặc biệt ấy, nhìn cái tàn nó đặc biệt ấy. Gốc quá to luôn. Gốc như này to. Gốc to với lại là nó uốn éo rồi đẹp nè anh em. Thớ bụi luôn. Nó ngã xuống cái bờ suối luôn nha anh em. Chứ nó không mọc thẳng. Đó là nó nghiêng đổ vào hướng đó anh em, đổ xuống hướng dưới suối đó. Bây giờ đang tiến hành dọn ra để trống chỗ rồi đào thôi anh em. Cây này kết lâu lắm hồi nay mới gặp này. Thích lâu lắm. Thích cái cây này nhưng mà tìm không ra, thẳng không à. Thẳng. Chủ yếu mấy cây nó thẳng thì lái nó không đẹp anh em. Thuộc dạng cây đây nhìn cái tàn đó nè. Uống lùng do đây gió bão rồi nó ngã nó nghiêng nè anh em, nó đi thẳng không được nên nó phải đi té đẻ lùng này. Cái đớ nó dưới đó anh em đó. Ok bây giờ tiến hành dọn thôi, dọn rồi tí đào quay cho anh em xem, lên cái góc nữa cho anh em xem thử coi đẹp cỡ nào. Tiến hành dọn đây đó anh em, vừa mới dọn xong cái tàn nó rồi anh em, cách là trống rồi. Còn cái tàn rinh của nó thôi, cắt lá hết rồi, bỏ nhánh dài bỏ hết rồi. Đó nè, nhìn từ trên xuống đi. Để từ trên xuống nha nè. Rồi gốc này, gốc nó khủng bố nha. To. Bây giờ tiến hành moi ra đào thôi. Nên cắt dọn xong tàn bước 1 rồi nè. Tí nữa đào, trống xong giác ra ngoài trống giờ mới thấy dọn tiếp lại thôi. Ở hôm nay bây giờ không thể ngõ dọn. Quay giờ anh em thấy cái tàn nó lắc léo gớm nhỉ.
lên rồi anh em. Quay cho. Chưa. Em nhìn cái rễ chuột của nó cũng bố như cái bắp chân mình vậy anh em. Cái rễ chuột nó dính cát này, như cái bắp chân mình vậy. Còn đây, cho anh em xem thêm cái tàn ở trên này. Sầm sơ cũng chưa. Bây giờ nhìn trong góc đây thì anh em thấy thôi ra bị trống lên nó mới đẹp nữa. Góc này có lẫn mấy cây trong bụi nữa này. Đó anh em thấy tàn chưa. Còn cái gốc nó rễ chuột nó to như cái bắp chân anh em ấy. Anh em nào ốm ốm là to hơn bắp chân ấy. Còn ui, cây này là sống cây quýt ấy. Tàn ngon chưa anh em, đẹp chưa. Đó. 20 kg. Có. Thì tuần vậy đi trong đây khó này giác xuống rồi cũng may gần biển. May. Còn trên giờ vừa lên là gặp được cây này vừa về luôn. Trời cũng nay hôm nay trời mát mát đi dở đi anh em à. Mát mát này đi rừng được. Mưa bay phùng phùng. Nhưng được. Được cái góc to. Sống thì đúng là đẹp đó anh em. Đó. To. Lên rồi, lên em nói rồi đó.